Ngày hôm nay nhiều tàu cứu hộ cỡ lớn kể cả máy bay trực thăng đã được huy động tham gia tìm kiếm bốn ngư dân Thanh Hóa còn mất tích nhưng mà vẫn chưa có thêm tín hiệu tích cực nào. Trao đổi với phóng viên VTC14, ông Nguyễn Anh Vũ, tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, dù còn rất ít hy vọng tìm kiếm nhưng mà các lực lượng sẽ cố gắng hết sức mình. Hôm nay, 9 tàu công suất lớn gồm tàu cứu hộ Tàu cảnh sát biển, biên phòng và tàu cá của ngư dân vẫn đang giả soát xung quanh vị trí tàu TH91567 gặp nạn tại vị trí 19 độ 43 phút vị Bắc, 106 độ 24 phút Kinh Đông. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng khoảng 300 hải lý vuông nhưng không phát hiện ngư dân gặp nạn nào. Các lực lượng ưu tiên tìm quanh vị trí tàu bị chìm khoảng 20 đến 30 hải lý và theo các dòng hải lưu. Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng đã huy động trực thăng Mi-17 ra hiện trường để tăng cường quan sát từ trên cao xong trên biển trời khá mù nên máy bay dừng hoạt động vì hạn chế tầm nhìn. Ở quê nhà huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, người thân các thuyền viên mong mỏi chờ đợi những điều may mắn sẽ đến. Hàng chục người túc trực trên bờ đê diêm phố nghe ngóng tin tức. Song theo kinh nghiệm của những người đi biển lâu năm, do thời tiết rét đậm cộng với sóng lớn nên khả năng sống sót của nhóm 4 người dân gặp nạn rất mong manh.